Từ Vi Đức Thắng xin chào anh chị à, Bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về lịch ngày tốt của tuổi Mậu Ngọ Sinh năm 1978 Trong tháng 12, tháng Tân Sửu Năm 2021 Tân Sửu Tháng cuối năm của năm 2021 à, Đầu tiên thì chúng ta cứ như bình thường Loại bỏ các ngày xấu đó là xung tuế, xung nguyệt, sung năm Tức là sung năm, sung tháng đấy Ngày mùng 4 kỳ mùi chúng ta phải loại này Ngày 16 tân mùi chúng ta phải loại này Và tất nhiên rồi, ngày 28, ngày quý mùi chúng ta phải loại đi đó là sung năm sung tháng tiếp theo chúng ta loại ngày sung tuổi những cái ngày sung tuổi là không dùng được thậm chí là sung hình hại phá đều có thể không dùng được nhưng mà sung thì là nặng nhất anh chị nhé còn hình hại phá thì chúng ta sẽ tùy theo mà xét ví dụ như tuổi ngọ là ngày tý là sung có giáp tý ngày mùng chín này anh chị quan tâm đến cái ngày bên đây rồi này ngày mùng chín âm lịch này và ngày 21 bính tý là hai cái ngày mà sung tuổi thì chúng ta bỏ qua Tiếp theo chúng ta sẽ chọn theo cái tiêu chí là quý nhân, thiên lộc, thiên mã. Ví dụ ở đây là ngày mùi chúng ta không dùng được này. Mặc dù mùi là ngày quý nhân của mậu ngọ. Tiếp theo mùi cũng là nhị hợp, nhị hợp quý nhân. Cái ngày rất là đẹp nhưng mà tiếc lại sung năm, sung tháng. Đấy, nó khổ ở cái chỗ đấy. <laughs> ngày quý nhân, thiên lộc, thiên mã, tam hợp, lục hợp thì anh chị có thể làm những việc như là khai trương, à, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, cơ sở kinh doanh mới, xuất hành, đi xoa, cầu tài, cầu danh, hoặc là đi mua sắm giao dịch ký kết hợp đồng vân vân nói dụng rất nhiều việc những cái việc quan trọng thì anh chị hãy nên chọn ngày tốt còn bình thường thì chúng ta có thể thôi ví dụ như là mua sắm những cái giá trị à, món hàng lớn ví dụ như là ngôi nhà hoặc là chiếc xe ô tô hoặc là đi spa làm đẹp vân vân tức là những cái gì mà thuộc cái vấn đề quan trọng ấy thì ngày quý nhân của tuổi mậu ngọ là gồm ngày xỉu và ngày mùi thì chúng ta loại bỏ ngày mùi tại vì mùi xỉu là xung năm xung tháng rồi còn ngày xỉu sẽ có các ngày thì xỉu sau. Ngày xỉu chúng ta có mùng 10 ất xỉu này. 10 rồi thì đến 22 là đinh xỉu này. Ngày mùi không dùng được, tiếp theo ngày tị. Ngày tị thì là ngày lộc của Tuổi Mậu ngọ và đẹp hơn nữa thì ngày tị là tam hợp với năm, tam hợp với tháng rất là đẹp. Chúng ta có ngày mùng 2, 14, 2 là đinh tị, 14 là kỷ tị và 26 là tân tị ngày rất đẹp. Tiếp theo ngày thân ngày thân thì là ngày thiên mã của tuổi ngọ hơn thế nữa thì thân xỉu cũng không xung nhau gì cả ở đây chúng ta có các ngày thân là ngày mùng năm canh thân 17 nhâm thân và ngày cuối cùng của tháng 29 giáp thân có thể nói là ngày 30 Tết đấy ạ ngày tam hợp đó là ngày dần thì chúng ta có ngày bính 11 bính dần 23 mậu dần 23 là ngày ông công ông táo rồi ở đây tôi cứ chọn các ngày tốt thôi à xin lỗi anh chị đây là dần tuất tuổi là tuổi mậu ngọ tam hợp phải là dần tuất ngày tuất có ngày mùng 7 và ngày 19 không ngày 31 à, ngày mùi thì là nhị hợp lại là quý nhân nhị hợp quý nhân rất đẹp hơi tiếc một chút là mùi sung năm sung tháng tiếp theo chúng ta tọn, chọn thêm một cái tiêu chí tốt nữa đó là thiên can hợp ở trong các ngày tốt này nếu ngày tốt nào mà có thiên can quý thì chúng ta tích thêm cái nữa vào hai đinh tỵ năm canh thân bảy nhâm tuất 10 ất sửu 11 bính dần 14 kỷ tỵ, 17 nhâm thân, 19 giáp tuất, 22 đinh xỉu, 23 mậu dần, 26 tân tỵ, 29 giáp tân như vậy không ngày quý. Tiếp theo nữa thì chúng ta chọn thêm ngày hoàng đạo hắc đạo để bổ sung thêm cái sự tốt đẹp của lộc mã quý nhân, tam hợp lục hợp. Tháng 12 tân sửu thì có các ngày uh, hoàng đạo là tôi đánh dấu vào đây rồi, tỵ này, thân này, tuất này, hợi này, dần mạo đó. Các cái ngày mà là tỵ, là thân, là tuất, là hợi là dần là mão cũng như là cái ngày xỉu tháng xỉu ngày xỉu thì ngày ngày hoàng đạo giờ hoàng đạo chính là ngày tị, ngày thân ngày tuất ngày hợi ngày dần ngày mạo. thì ở đây ngày mùng 2 đinh tỵ rất đẹp anh chị nhá cực kỳ đẹp vừa hoàng đạo vừa thiên lộc vừa tam hợp với năm vừa tam hợp với tháng chúng ta có ngày mùng 2 14 và 26 rất đẹp ba ngày này tiếp theo ngày thân cũng là ngày hoàng đạo này ngày tuất là ngày hoàng đạo này ngày xỉu thì không phải Ngày xỉu là quý nhân nhưng không phải. Như vậy là nếu mà chọn ngày xỉu thì chúng ta có quý nhân năm, quý nhân tháng và quý nhân ngày. Ngày xỉu, ngày dần cũng là hoàng đạo này. Ngày 17 nhâm thân là hoàng đạo, giáp tuất là ngày hoàng đạo. Xỉu thì không phải dần là hoàng đạo, giáp thân là hoàng đạo. Như vậy là qua các cái tiêu chí này thì chúng ta cũng đã lọc ra được những cái ngày nói chung là rất là tốt, à, lợi cho nhiều việc, đặc biệt là có 3 ngày Tuy là có hai dấu tích nhưng mà tôi sẽ đánh dấu ở đây là nó sẽ nhiều hơn cái sự tốt đẹp. Ví dụ ngày mùng 2 này, 14 này, 26 này. Bản thân nó thì có hai cái dấu tích thôi, một là ngày thiên lộc, hai là ngày hoàng đạo. Nhưng mà nó được cái là tam hợp với năm, tam hợp với tháng là ngày rất đẹp anh chị nhìn nhá. Ngày mùi này, nhị hợp quý nhân. Vừa nhị hợp với ngọ, vừa là quý nhân của mậu ngọ. Tức là tốt cho thiên can, tốt cho địa chi nhưng mà rất tiếc lại xung năm xung tháng nên không dùng được, thật sự hơi tiếc cái ngày mùi này hơi tiếc cái ngày mùi này tại vì nó vào tháng xỉu thì có 2, 14, 26 là 3 ngày tốt đặc biệt anh chị có thể dùng ngoài ra các ngày ngày mà hai dấu tích như là 5 này 7 này 11 này 17 này 19 này 23 này 29 này là các ngày gọi là cấp độ 2 đi còn các ngày có một dấu tích thì cũng được thôi không vấn đề gì đó là ngày mùng 10. À 10 22. Cụ thể hơn nữa thì anh chị muốn xem chi tiết à, cái ngày tốt, tháng tốt của mình, nó chính xác là của mình thì phải xem lá số tử vi thôi thì nó mới ra được cái vấn đề là của anh chị nhá. Đây, ví dụ như này thì chúng ta có thể chọn ngày tốt à, theo tháng. Ví dụ như chọn tháng anh chị nhá. Đây có tháng 10. Tháng 10 ấy, Vũ Khúc Văn Khúc tướng khôi bạch hổ phi liêm như hổ mọc cánh hóa quyền thiên tài thiên chủ à, tháng tháng 11 đi ví dụ dương lương lộc song hỷ đào hoa thiên đức phúc đức nói chung rất nhiều cái đẹp đấy trong cái tháng đẹp mà chúng ta chọn ngày đẹp thì nó càng tốt hơn còn tháng mà nó không được đẹp thì chúng ta chọn được ngày đẹp thì nó giải được cái xấu đi thì nguyên lý nó là như vậy nhưng mà khổ nhiều anh chị cũng muốn nhờ tôi xem tử vi nhưng mà khổ lại không nhớ được ngày giờ sinh đặc biệt là những anh chị mà tầm ngoài 40 45 tuổi ấy, thì cái hình như là cái ngày xưa là hơi nhỏ hơi khó nhớ giờ sinh một chút ngày xưa anh chị cũng biết rồi nhiều khi là nó khó khăn nó cuộc sống nó đói kém thì thành ra là ông bà nhiều đẻ nhiều con lại để cả đẻ nhiều con nữa thành ra đôi khi khó nhớ giờ sinh nó là như vậy Nên cái vấn đề mà khó nhớ giờ sinh thì ít nhất anh chị phải áng được cái khoảng giờ sinh nào khoảng khoảng cái giờ sinh nào khoảng nằm trong một hai canh giờ thôi thì chúng ta có thể lọc ra dựa vào cái đặc tính bản thân nghề nghiệp rồi là vợ con bố mẹ chúng ta có thể tìm ra được cái ngày giờ sinh. Thêm một chi tiết nữa nếu mà anh chị mà không nhớ giờ sinh thì chúng ta cũng có thể là cũng chúng ta cứ dùng các cái ngày này thôi, chỉ cần năm sinh là được rồi. Còn chi tiết hơn nữa thì anh chị có thể xem thêm thập nhị trực cũng như là nhị thập bát tú. Tôi ví dụ ở đây nhá, ngày mùng 2, 14, 26 rất đẹp, tôi ví dụ là ngày 14 đi. Ngày 14 là ngày kỷ tỵ đúng không ạ? 14 là kỷ tỵ để tôi xem nó chắc chắn ngày này là ngày hoàng đạo rồi vấn đề là hoàng đạo gì ngày 14 là ngày hoàng đạo để xem nào là hoàng đạo gì hoàng đạo gì thì chúng ta xét xem cái việc gì làm được thì chúng ta làm thôi ạ đây lại mời anh chị tham khảo cái bảng này à, tháng sửu nếu mà vào ngày tỵ thì là ngày ngọc đường hoàng đạo thì anh chị tra luôn ngày ngọc đường hoàng đạo có thể làm những cái việc như nào Ngọc Đường là sửa sang nhà cửa, xây mới nhà cửa, kê đặt giường chiếu, mở kho tàng xuất hàng hóa, xuất tiền của, sửa bếp, nhập trạch, tân gia và nhà mới. Đúng không ạ? Rất hay. Đấy là ngày hoàng đạo anh chị nhé. Tiếp theo ngày 10... 14. Đấy, ngoài ra thì anh chị có thể tra thêm nhị thập bát tú để tăng thêm cái cơ sở luận định trong cái việc chúng ta muốn làm. Ví dụ như ngày mà có sao giác thì chúng ta có thể làm những việc như là đính hôn này, kết hôn này, cưới hỏi này, đón dâu, du lịch này, du lịch xuất hành đi xa, mua trang phục này, động thổ xây dựng này, dựng cột này, làm cổng, làm cửa, di chuyển đồ vật, khám bệnh, chữa bệnh mua thuốc. Cái khám bệnh chữa bệnh mua thuốc này nhiều khi quan trọng lắm anh chị ạ. À. Có nhiều anh chị là khám bệnh là không ra bệnh đâu, tại vì nó vào những cái ngày nó âm u, nó đen tối thì nó không thể ra được. Đây, kỵ là kỵ đáng nghi kỵ chôn trôn... À, người đã mất ví dụ đấy là sao rác tiếp theo sao cang đây sao rác bản chất nó là cát nhưng mà cát cho những việc này rồi ạ còn nó vẫn có những cái hung ví dụ sao hung thì nó cũng tốt cho những việc này mà nó kỵ những việc này ví dụ sao cang là hung nhá thì là việc nên làm là kết hôn cưới hỏi đính hôn đón dâu kỵ xây dựng nhà cửa chôn cất người đã mất thì bản chất của một sao là nó có thể định là cát định là hung bản chất của một con người có thể định là tốt định là xấu nhưng mà con người tốt là tốt cho việc gì à hung cho việc gì kỵ việc gì sao hung thế ví dụ như anh chị muốn bắt cướp hoặc là muốn đánh giặc thì phải cần những người tướng là hung là nó phải mạnh mẽ rồi là khí thần khí nó phải phát ra mạnh đúng không ạ thì nó mới chế áp được quân địch chứ mang cái người hiền người người mà học văn ra đánh võ thì nói chung nó không hợp còn mang người học, võ ra làm văn thì lại không hay Thì nguyên lý nó là như vậy Cát không phải là hoàn toàn cát mà hung không phải là hoàn toàn hung Thì anh chị có thể tham khảo thêm thập nhị kiến trừ Hoặc là thêm nhị thập bát tú để nó tăng Cái cơ sở luận định hơn Ví dụ đây là 12 kiến trừ Ví dụ trực kiến này Chúng ta có thể làm những việc này Kỵ những việc này trực trừ cũng như vậy Một vài chia sẻ gửi tới anh chị như vậy Xin chào và hẹn gặp lại